Salon Đo xin kính chào tất cả các quý khách hàng và chào mừng tất cả các quý khách hàng đã quay lại với Salon Đo của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả các quý khách hàng, cháy nổ luôn là một hiểm họa tiềm tàng trong mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức. Và thấu hiểu những nỗi lo của tất cả các quý khách hàng thì ngày hôm nay đây Salon Đo của chúng tôi đã ra đời một loại cửa vô cùng tiện lợi và hữu ích, đó chính là cửa thép chống cháy. Và cửa thép chống cháy của chúng tôi với rất nhiều ưu điểm, đó là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo của tất cả các quý khách hàng dành cho gia đình, cơ sở và các doanh nghiệp của mình, đó chính là tiết kiệm được chi phí và đặc biệt đảm bảo về phòng chống chữa cháy cực kỳ cao. Salon Đo đạt tiêu chuẩn an toàn và được thí nghiệm kiểm định của phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là được cấp giấy chứng nhận bởi Cục Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an. Salon Đo là đơn vị uy tín hàng đầu sản xuất về cửa chống cháy và cam kết mang đến cho quý khách hàng một sản phẩm chất lượng tốt, giá rẻ hợp lý và phục vụ hậu mãi rất là tốt. Và đặc biệt hơn hết, hiểu được sự lo lắng của quý khách hàng thì Salon Đo của chúng tôi nghiên cứu cho tất cả các quý khách hàng một sản phẩm chất lượng nhất và thời gian, chi phí sản xuất cực kỳ thấp cho hiện nay. Tạm biệt tất cả các quý khách hàng và Salon Đo mong muốn rằng cửa thép chống cháy chính là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho tất cả các quý khách hàng. Và tất cả các quý khách hàng nhớ nhấn chuông và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể theo dõi hơn được nhiều video nữa nhé. Và đặc biệt hơn hết rằng chúc tất cả các quý khách hàng có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.